Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn là một cái loại cây cũng rất gần gũi với chúng ta, với mỗi gia đình chúng ta và với mỗi người dân chúng ta, đấy là cây lược vàng. Vậy thì cây lược vàng nó có những cái tác dụng gì? Trong cái thành phần của cây lược vàng nó có axit béo, axit hữu cơ và các loại vitamin. Chính vì thế mà cây lược vàng có cái tác dụng rất tốt trong cái điều trị một số các loại bệnh. Và trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một số các cái tác dụng cần thiết đối với cây lược vàng mà chúng ta cần biết đến. Nhưng cái đặc điểm để nhận biết cây lược vàng cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta cũng chú ý là lược vàng là một cái loại cây thảo sống lâu năm, thân đứng cao từ 15 cho đến 45 cm, có thân bò ngang trên mặt đất, thân lược vàng chia làm nhiều đốt và có nhánh, lá đơn mọc cho le, các cái phiên lá thuôn hình ngọn giáo, có bề mặt nhắn bóng, mặt trên có màu xanh đậm hơn mặt dưới, bẹ lá ôm kích lấy thân. Cây này còn có tên gọi khác là địa lan vòi, lan rủ. Cây lược vàng thường được trồng làm cái cây cảnh ở khá nhiều các cái gia đình Việt Nam và một số nước trên thế giới, và cây có nguồn gốc từ Mexico và được di thực sang nước Nga rồi đến Việt Nam. Thời gian đầu thì lược vàng được sử dụng làm cây cảnh, sau đó bắt đầu sử dụng làm thuốc ở tỉnh Thanh Hóa cách đây hơn 10 năm, dựa trên những cái tài liệu cổ xuất xứ từ nước Nga. Có thời điểm thì cây lược vàng trở thành cái cơn sốt trên các cái tỉnh thành cả nước và được xem như là một cái thần dược. Tuy nhiên thì về thực chất, cây lược vàng không phải cái loại cây thần dược đến như thế, nhưng nó có một cái công dụng chữa một số cái bệnh khá hữu ích. Trong y học cổ truyền thì cây lược vàng có cái tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, hóa đờm, cầm máu, hoạt huyết, dùng chữa lành vết thương, vết bầm tím. Dân gian còn dùng cây lược vàng làm cái phương thuốc chữa bệnh loét dạ dày, tá tràng, lợi tiểu, ngăn ngừa và điều trị các cái khối u trong cơ thể. Điều này cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Có thông tin cho rằng thì cây lược vàng có thể chữa cả ung thư dạ dày, nhưng chưa có cái cơ sở khoa học nào để chứng minh cái điều này. Trong cây lược vàng thì có chứa các cái chất có cái hoạt tính sinh học như là flavonoid, steroid, vitamin BB, B2 và nhiều các cái khoáng tố vi lượng có lợi cho sức khỏe. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây lược vàng dùng để chữa một số các cái bệnh như: thứ nhất là bệnh nổi mẩn, ngứa. Thì vào mùa hè thì các cháu nhỏ hay bị nổi mẩn ngứa, thì chúng ta lấy lá lược vàng cho các cháu nhai nuốt nước, bả sát vào các cái chỗ nổi mẩn ngứa 3 lần là khỏi hẳn. Trước khi dùng bả để sát vào các cái chỗ mẩn ngứa đấy thì chúng ta phải lau rửa cái chỗ ngứa cho sạch sẽ. Thứ hai là bệnh ho khan kéo dài. Thì mùa đông thì các cháu nhỏ hay chạy nhảy lung tung, không giữ ấm cổ nên là hay bị ho. Dùng lá lược vàng bắt các cháu nhai kỹ, nuốt cả nước lẫn bã cũng 3 đến 4 lần là khỏi hẳn. Thứ ba là bệnh sưng chân răng và nhức răng. Bị sưng mọng răng, nhức nhối, má sưng lên như là quai bị thì dùng 3 lá lược vàng nhai kỹ nuốt nước, còn bả đẩy nhẹ vào cái chỗ chân răng đau để ngậm. Một ngày làm 3 lần như vậy, sáng, trưa, tối, trước lúc ăn cơm, trước khi nhai, súc miệng nước muối pha loãng, làm như vậy 3 ngày liền, má hết sưng, chân răng không đau nhức nữa. Thứ tư là bị côn trùng cắn, bị côn trùng đốt, bị ngứa và có cái hiện tượng sưng tấy. Hái cái lá lược vàng nhai nuốt nước, lấy bả chà sát vào cái chỗ sưng tấy nhiều lần sẽ không đau nhức nữa, vầng đỏ cũng không còn. Và cái tác dụng thứ năm đấy là bọ rời leo. Bị cái con bọ rời leo thì làm cái da nổi phồng rộp, gây ngứa và rất là khó chịu, thì chúng ta dùng cái lá lược vàng nhai kỹ nuốt nước, còn bả chà sát lên cái chỗ nổi phồng rộp, thấy khỏi ngứa ngay lập tức, da khô thành vẫy rồi tự bong. Ngoài ra thì cây lược vàng còn có cái công dụng chữa cái bệnh mà viêm nhiễm dị ứng, bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu và thấp khớp, có các tác dụng là an thần, chữa chứng mất ngủ. Ở bệnh viện thì phòng phong thích thường dùng cái cây này để tẩy uế, không khí ô nhiễm, loại bỏ cái khí độc, tốt cho cái việc mà điều trị các cái bệnh mà thuộc cái đường hô hấp. Thì dưới đây là cách dùng cái cây lược vàng. Thứ nhất là dùng để tẩy uế. Cây lược vàng có cái khả năng tẩy uế không khí ô nhiễm trong phòng, phóng thích những cái chất có ích cho cái việc mà điều trị các cái bệnh thuộc đường hô hấp, nên là đặt những cái chậu cây lược vàng bên cạnh chỗ nằm của bệnh nhân viêm phổi hoặc ung thư phổi. Dạng đầu,
Cái cách 1 là lấy toàn cây lược vàng, đem ép lấy dịch, bã còn lại đem phơi khô. Khi đã khô thì bẻ vụn ra, ngâm trong dầu ô liu, đậy kín trong khoảng 3 tuần. Sau đó là trộn chung và lọc qua gạc mỏng, cho hỗn hợp dầu vào trong lọ thủy tinh màu, cất nơi mát. Và cái cách thứ hai là chúng ta cắt dây lược vàng thành những cái mảnh nhỏ, rồi cho hết vào một cái nồi chịu nhiệt. Rót dầu thực vật vào nồi rồi đem bỏ vào lò hầm ở 40 độ C trong 8 giờ. Sau đó là lọc qua gạc vải, cho cái hỗn hợp dầu vào trong lọ thủy tinh, cất ở nơi mát. Loại dầu này được dùng trị bệnh ngoài da hoặc để xoa chữa những cái chứng viêm khớp, cứng khớp, hoặc bôi để xoa bóp giảm đau toàn thân. Cái thuốc dạng mỡ thì chúng ta cắt nhỏ toàn cây và nghiền nát trong cối, sau đó là trộn với Vaseline hoặc là bột kem nhão để tạo thành một cái hỗn hợp theo tỷ lệ là 2:3, cho khối thuốc mỡ vào lọ thủy tinh màu để nơi tránh ánh sáng. Cách bào chế khác là ép lấy cái dịch chiết của cây và trộn với Vaseline hoặc là kem theo tỷ lệ 1:3, sau đó cũng cho vào lọ để kín, bảo quản nơi mát. Thuốc mới này được dùng để bôi lên các cái vùng da bị tê cóng, bầm tím, viêm loét da, và còn được áp dụng để chữa các cái trường hợp viêm khớp, cứng khớp và đau nhức. Trên đây là một số các cái tác dụng của cây lược vàng chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn, và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị những cái kiến thức cực kỳ bổ ích trong cuộc sống hàng ngày. Và bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.